Mình thì em đầu lượt cũng không không khỏe lắm, bình thường. Tỷ số là 2-1 trong set đấu thứ hai và chúng ta hãy cố gắng đánh luôn dứt điểm luôn set này. Bòi chó điên. Bây giờ tôi mới để ý cái tên nhá. Không biết là vừa đổi đổi tên hay là để tên từ sáng giờ đây. Bây giờ tôi mới để ý cái tên Chip Bòi chó điên. Bây giờ ông quyết giờ ông cũng làm cái quyết chó điên nào. Hai ông đúng hệ chém. Magia này, lãi cửa dưới đấy. Cửa dưới một tí thôi, không sao, đánh được, kéo đánh được. Magia. Alo, có ai đang sóc bot không ạ? Linh Trang đâu rồi? Ngọc Anh đâu rồi? Hân Hiếc đâu rồi? Thành Long thì ngày hôm nay thì tôi cướp mất cái máy rồi, không lên được làm được đâu. Mấy cái dây HDMI hỏng, thế là bí quá, bấn quá là xuống phòng kỹ thuật là lôi luôn cái dây HDMI của ông Thành Long đi. Không có ai sóc bot cả, có lẽ bây giờ tầm này đi ăn cơm rồi. Mấy ông mấy bà sướng thật, làm đúng hệ kiểu công nhân viên chức, cứ trưa lại là có cơm ăn luôn. Bây giờ không ai sóc bot. Anh em tôi hỏi là clip được bao nhiêu phút rồi anh em nhờ? Anh em hộ tôi một cái. Xem hộ tôi xem clip được bao nhiêu phút rồi. Bài mắc binh của Mắc C này, cố gắng nào. Mắc binh của Mắc C. Hả? Chưa, mới được 2 tiếng thôi. Ừ, biết rồi, kèo này 2 clip. Vâng, anh Thiên Hạ ơi, làm gì được ăn? Bây giờ đánh xuyên chưa thì ăn cái gì mà làm gì được ăn? Bây giờ thì đang có bánh mì sẵn đây rồi. 2 giờ 15 phút à? Cảm ơn anh em nhá. Cảm ơn fan cứng Thiên Hạ, cảm ơn fan cứng Đặng Kiệt. Cảm ơn tất cả anh em. Cùng lắm thì lát nữa mà đói quá thì chắc là nhờ mưa. Nhờ mưa vào bình luận hộ mấy trận rồi đi ăn xong lại xuống lại thay cho mưa. Chắc chỉ cách đấy thôi chứ, mình thì mới được ăn cơm chứ. Vét thì bây giờ tuyển thêm một loạt bình luận viên mới. Tổng là 4 đấy, tổng thêm 4 bình luận viên mới. Sắp tới là thêm một bình luận viên là 5. Như vậy là tổng lực lượng bình luận viên của VAC hiện tại là 8 người. Không tính ông Moon, vì bây giờ ông Moon nó cắt cử sang bộ phận mới rồi. Akiho thì bây giờ cũng gần như là ít bình luận. Vẫn có 8 bình luận viên sẵn sàng phục vụ tất cả những kèo đấu của các game thủ. Bài rất nhiều voi. Quả phụ là 6 cây luôn. Vâng, anh Dũng Hoàng đang bảo là bảo ông Cam Quyết cho con voi thừa ăn tạm. Khổ. Mà ăn được thì ông Quyết ông phải nhường tôi cả đôi con chứ. Một con thấm vào đâu. Kéo đấu ra cắt dự là vâng 8 tiếng. Ít nhất là 8 tiếng. Đây Lê Mạnh Hưng đây rồi, trưởng phòng Akiho lên đây rồi. Chiều nay thì có kèo solo của bên lớp anh em ạ. Chiều nay có kèo solo của bên lớp. Sau khi solo đánh thì đánh 2-2. Đánh với thằng He. He đúng không nhỉ? Đúng rồi, He. Vừa nhắc đến trưởng phòng Akiho, trưởng phòng lên luôn. Về Nhã thì bây giờ cũng chuyển sang Mobile Legends rồi. Môn thì đây là xếp lâu rồi. Bây giờ chuyển sang là bên game khác. Akiho thì bây giờ lên trưởng phòng.
đang đánh rồi á, về lớp nó đánh rồi à? Vâng, như vậy là về lớp nó đang đánh rồi. Đấy, về lớp mà gặp hệ he he, hệ mắt lồi thì vã ra sắp mặt rồi, khả năng về lớp ngày mai thua tầm khoảng 3 C. Tôi nghĩ là như vậy. Hải sáu dần đến từ Chip Boy. Vâng, Chip Boy chó điền đánh hải sáu dần. Thông báo cho anh em một tin mừng luôn, đấy là Moon sắp cưới vợ nhá. Tôi vẫn chưa biết ngày chính xác, nhưng đâu hình như mùng 10 tháng 3 là nạp tài hay là ăn hỏi gì đấy. Mùng 10 tháng 3. Mùng 10 tháng 3 âm lịch. Hay là dương nhở? Như dương thì đúng hơn chứ. Chắc là tháng 3 âm thì còn lâu lắm, chắc là dương. Vì thấy cũng đang chuẩn bị sắp xếp đội hình B chap rồi, chắc là tháng 10 tháng 3 dương. Còn Akiho thì cũng sắp cưới rồi, Akiho mới là mấy chụp ảnh cưới thì trước Tết. Vâng, bắt đầu giữa tháng 12 là tôi sẽ chụp ảnh cưới rồi. Tôi nhầm rằng chắc ông này là cưới vào cuối năm. Thế mà cuối năm không thấy gì cả, hỏi thì bảo là qua Tết. Tầm này vẫn chưa thấy dục dịch gì hết. Có lẽ là khả năng lại cưới sau cả ông Moon cũng nên. Chụp ảnh cưới thì lâu lắm rồi đấy, phải tháng hơn tháng rồi, gần tháng giữa hai tháng rồi. Đánh chém dành cho Yamato 26 dần. Boy cũng hệ chó điền đánh nhiều dần. Bài lực khỏe của Max C đến từ game thủ Cap Quýt. Đánh chém bằng khả năng thủ y. Ôi giời ơi, fan cứng cộng 1 đang còn bảo là Hô hay chia tay rồi Hô kìa. Không biết là Hô còn ở trong phòng này không. Khổ thật. Ghi bình luận, số bình luận viên nó khổ. Bình luận sai thì bị chửi, đúng cũng bị chửi, thắng cũng chửi mà thua cũng chửi. Bây giờ lấy vợ và chưa kịp làm cái lễ cưới thì khán giả nó bảo lại hay chia tay rồi. Khổ thật. Đúng là cái số khổ, làm dâu chăm họ quá khổ anh em ạ. Vào, kín luôn. Không kèn được, gỗ 40. Vâng, em chào anh Trịnh Man, Manu nha. Chậm rãi từ tốn thôi. Ra đều vào. Làm cái gì được rồi. Càng đi nên sợ không đủ được sóc. Bị chém máy vàng. Mình có y đầu ra cho thủ được thôi. Bắt đầu là nó không cần đang lên gặp trong bố rồi nhỉ. Khả năng của bạn chuyển A. Sóc chém đi Quýt, sóc mạnh chém lên. Tầm này vào nhà nó là phải có chém, chứ vào nhà nó có y thì không ăn thua. Có tầm khoảng 5 con chém mà đẹp. Các cả dân vào đóng lờ xong luôn. Đóng lờ đóng đi trong luôn. Chị bòi chưa biết. Sóc cái lờ ở trên. Lên hai áo dành cho chị bòi. Vào được nhà chị bòi đây này, nhưng công an đang là rất đông. Vẫn là một thứ khó.
Nhà kín nên là chị bò đánh 26 dần chuyển à. Vâng, Yamato bài này bài 2 quả phụ. Bài 2 quả phụ dành cho Yamato. Lực khỏe, nhà kín, đánh chém chuyển cục. Khả năng là cùng ngạo sẽ gì luôn ngay bây giờ. Y kẹp ca của Maxi. Maxi là kẹp ca siêu rẻ luôn. Giờ như là game thủ chip bò chưa đi cùng. Vâng, như vậy là cùng ngà của game thủ đẩy tới nhà của cả quýt luôn rồi. Boy đang điều cùng ngà rất khéo, rất đông cùng ngà, và mặc dù là y đã có trường hợp 3 nhưng đây là cùng A. Chị Boy đang vừa bắn và vừa rút. Có lẽ tỷ số sẽ là 2 đều và chúng ta sẽ có trận đấu chung kết trong trận thứ hai này, rất căng thẳng và kịch tính. Đánh kiểu này xe nào cứ 5 trận này khả năng chỉ 7 xe thôi. Bài rất đẹp và rất kín dành cho game thủ Chip Boy. 26 dần và đánh thời điểm đầu đánh chém và chuyển cung rất sớm. Lên sớm hơn và muộn hơn game thủ Cam Quýt một chút thôi. Hai quả phụ bài khung.